Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát, Nam Mô Tuyên Hóa Đại Bồ Tát, Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Dạ con đệ tử Nhi, con xin phép Tam Bảo, xin phép Bổn Tôn cho phép con được trì tụng bài kệ trong phẩm thứ 12 của Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện ạ. Con xin phép được trì tụng. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, trời người lễ sự không ngần, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo tận sẽ xa và đường dữ, trí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết bất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột già, lớn khôn như đến đều không biết, nẻo giữa đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành, 21 ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ dành quyến thuộc ở nơi nào, giàu sáng thú cũng ra mau, nếu được không nuôi lòng kính ngưỡng, thành ký Bồ Tát bước đầu trao, Bồ Đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sinh, người này đã phát lòng bi lớn trước nên chiêm lễ đại sĩ hình. Nghe tên quy đứng chọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành, có kẻ phát tâm tục kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tai ách, dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn sót mất. Người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục uống ăn các ngọa cụ, cúng dường Địa Tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bảy trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, sanh lòng ân trọng cứ ngũ tân, rượu thịt tả dâm cùng rối luống, trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chiêm bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đẳng trí khôn lanh, đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chỉ nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài, chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà hỏa hoạn người lìa nhau, ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào, dốc lòng chiêm lễ Địa Tạng ngài, bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay, nhận đến chiêm bao đều an cả, quỷ thần phò hộ của dư xài, muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nghi giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường, sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng, núi rừng biển cả có vạo trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng, Quán Âm lắng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ đầy sức nọ, như người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chiêm lễ lòng thành, hương hoan uống dưng y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành, nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sanh từ khỏi, Quán Âm nên biết gắng tuyên bày, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Dạ, con xin hồi hướng hết công đức học thuộc bài kệ này, cho đến tất cả chúng sinh trong ba đường ác, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nguyện cho các chúng sanh sớm tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn phúc đức, có duyên với Tam Bảo Địa Tạng Bồ Tát, Sư Phụ Tuyên Hóa Đại Bồ Tát, phát tâm bảo ơn hiếu kính với các ngài và được các ngài độ thoát trong tương lai. Dạ con xin được tạ ơn Tam Bảo, tạ ơn Thầy Tổ ạ. Con xin phép được hết. Om ha ha ha, Bổn Sư Mô Ni Sô ha.